Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, sáng nay 15 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 5 giai đoạn 2024-2029 diễn ra trong không khí long trọng với chủ đề Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Đồng chí Thiếu tướng Hồ Hoa Vinh. Phát biểểu tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang đánh giá cao kết quả các cấp Hội cựu chiến binh Lào Cai đạt được trong 5 năm qua, tiêu biểu như phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên cựu chiến binh. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng chí đề nghị ngay sau đại hội, Hội cựu chiến binh các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể để cụ thể hóa thành các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động lớn của tỉnh, đồng thời có kế hoạch tham gia góp ý kiến vào văn kiện đại hội đảng các cấp hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Quan điểm chỉ đạo định hướng của Trung ương Hội.